Người dân bức xúc khi di tích Thành Cổ Loa bị xâm phạm. Theo phản ánh của người dân, khu vực này vốn nằm trong phạm vi bảo tồn, bảo vệ di tích Thành Cổ Loa. Thế nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, kho bãi và nhà xưởng xuất hiện ngày càng nhiều. Thậm chí các công trình còn xây trong vòng đai bảo vệ của Thành Cổ Loa. Điều đáng nói không chỉ đơn giản là kho bãi tập kết hàng, mà phía bên trong còn được sử dụng làm nơi sản xuất nhiều mặt hàng gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người dân sống xung quanh khu xưởng. Liên quan vấn đề này, đại diện xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết, khu vực đang xây nhà xưởng có nguồn gốc là đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý và cho hai cá nhân thuê thầu để sản xuất nông nghiệp, chứ không phải để làm nhà xưởng. Các hợp đồng này hiện đã hết hạn và chưa được gia hạn tiếp. Được biết, khu vực đất công này có diện tích gần 2 hectare, chia làm 2 khu vực. Khu có diện tích 1,2 hectare hiện đang làm nhà xưởng, kết hợp với làm nông nghiệp được xã Việt Hùng cho thuê với giá là 17 triệu đồng một năm. Khu đất còn lại có diện tích là 6.500 m2, đang làm kho tập kết gạch kết hợp với làm nông nghiệp, được xã cho thuê với giá là 48 triệu đồng một năm. Mức giá này được cho là quá thấp so với giá thị trường.